cách tốt nhất á là phải cưới gấp. Không được. Không. Mới 17 tuổi mà cưới họ cái gì? Tụi nó có yêu thương gì nhau đâu. Thôi bây giờ mình tạm gác cái chuyện cưới xin đi. Cho con Min Min nó về nó ở với tôi. Không có được. Chưa có cưới hỏi gì muốn bắt con gái người ta là sao? Chị Trân Châu. Chào Trân Châu. Trường mình lại có thêm một em. Em? Wow. Tôi mà như vậy chắc ba má tôi chưa đi bụi luôn. Ở lại nói chuyện với chị đi. Chanh Chanh. Mọi chuyện đã chấm dứt rồi. Từ giờ trở đi tụi mình đừng gặp mặt nhau nữa. Ngàn lần nhớ, bởi vì khi yêu sáng đêm thao thức chờ mong, bởi vì khi trái tim này đã yêu ta ngồi đêm bao nhiêu người ta xa cách, bởi vì khi yêu chúng ta. Dạ con làm gì lê quay vậy? Làm cá đi, đến giờ ăn cơm rồi đó. Cá gì?